Trong tập phát sóng tuần này, ba thí sinh cuối cùng của top 9 sẽ tiếp tục chinh phục vòng bán kết với chủ đề không giới hạn là Hồng Vân, Dương Yến Châu và Bá Tăng Minh Hiếu. Với thử thách này, các thí sinh sẽ tự do lựa chọn nội dung và hình thức biểu diễn để thể hiện tối đa tài năng của bản thân. Họ sẽ mang đến những tiết mục như thế nào để chinh phục tình cảm của ban giám khảo và ghi tên mình vào đêm chung kết xếp hạng của Hãy Là Số 1. Đón xem tập 13 Hãy Là Số 1 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 trên kênh HTV9.